Chiều nay, khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Năm 2022, mặc dù thực hiện các phong trào thi đua trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng các thành viên trong khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, định hướng chỉ đạo của Trung ương và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị đã sáng tạo, linh hoạt đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Khối đã xây dựng nhiều mô hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện cho các cấp trực thuộc hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, khối thi đua mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.